bồ câu ra ràng. Bà con đã biết bồ câu ra ràng là rất tốt, tốt nhiều, thật nhiều cho sức khỏe của bà con. Bồ câu ra ràng, nhưng mà với những người này và những căn bệnh thế này là vui lòng đừng ăn bồ câu ra ràng. Ăn vào bồ câu ra ràng thì nó tác hại cho sức khỏe, không lợi ích gì cho sức khỏe cả. Cho nên bà con vui lòng đừng ăn để tốt cho sức khỏe của mình. Đó là người có bệnh gan, viêm gan cấp tính, đầy bụng, khó tiêu, bệnh tim, huyết áp cao, tăng nội nhiệt, nóng trong người là vui lòng. Vui lòng đừng ăn bồ câu ra ràng. Những người không ăn bồ câu ra ràng để cho nó tốt cho căn bệnh mình là những người có bệnh gan, viêm gan cấp tính, đầy bụng, khó tiêu, bệnh tim, huyết áp cao, tăng nội nhiệt, nóng trong người. Vui lòng đừng ăn bồ câu ra ràng. Bà con chú ý, vui lòng đừng ăn bồ câu ra ràng. Còn ngoài ra, bồ câu ra ràng là nó tốt cho sức khỏe của con người vô cùng. Nhưng mà ta không nên ăn chung bồ câu với gan heo, thịt heo, nấm đầu khỉ, gây đầy bụng, khó tiêu. 3 ngày ta chỉ ăn một con bồ câu ra ràng. Muốn tốt thì chúng ta 3 ngày chúng ta ăn một con, không ăn da. Thì nó có tốt, bởi vì nó có vitamin A, B, E, canxi, sắt, tế bào não, tốt cho trí nhớ. Đó, bà con thấy không? Cho nên bà con vui lòng ăn 3 ngày một con bồ câu ra ràng thôi bà con nha. Nhưng mà ta không ăn da nha bà con. Đó, 3 ngày ăn một con bồ câu ra ràng thì nó tốt và tốt cho sức khỏe mình vô cùng. Xin chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.